Tấn Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip của ngày hôm nay. Một clip lại tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới về ngày mùng 7 tháng 9 năm 2018. Vâng, cửa hàng âm thanh Hạnh hôm nay về được rất nhiều các sản phẩm. Vâng, rất nhiều những cặp loa xe Queen Vega. Vâng, loa Mỹ hôm nay về rất nhiều với cửa hàng. Vâng, và những chiếc âm ni. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một của ngày hôm nay. Vâng, đầu tiên là một cặp loa Sequin Vega VS150. Vâng, cặp loa được sử dụng 3 đường tiếng 1 bát 40. Vâng, vào thời điểm này thì những cặp loa Sequin Vega VS150 cũng có giá thành rất cao. Vâng, giá 30 triệu tại cửa hàng. Những cặp loa đẹp xuất sắc như vậy thì cửa hàng sẽ thông báo giá cho quý vị và các bạn. Vâng, có giá 30 triệu. Vâng, hôm nay có một cặp VS150. Tiếp theo vẫn là dòng Sequin Vega AT12. Loa được sử dụng 3 đường tiếng 1 bát 30, 1 trung, 1 chiếc và có 2 vi tinh chỉnh phía trước. Vâng, cặp loa Sequin Vega AT12 vào thời điểm này như đẹp như trước mắt quý vị và các bạn đây thì có giá dưới 21 triệu đồng một chút. Vâng, cặp loa này thì trong tình trạng là còn rất là đẹp, màu vàng gỗ. Vâng, cửa hàng sẽ giới thiệu những cặp loa về của ngày hôm nay trước. Vâng, tiếp theo hai cặp loa Sequin Vega AT15 có hai cặp, một cặp thùng màu vàng và một cặp thùng màu đen. Loa được sử dụng 1 bát 40, 2 chung 1 chép và có 2 vi tinh chỉnh phía trước. Vâng, cặp loa có tiếng trống rất là uy lực. Vâng, quý vị và các bạn có thể ghép để hát karaoke. Vâng, những cặp loa này vào thời điểm này cũng rất là cao. Vâng, độ đẹp của cặp loa thì miễn bàn, đẹp xuất sắc. Vâng, những cặp loa như vậy thì vào thời điểm này có giá 30 triệu. Vâng, giá tại cửa hàng. Còn những vị khách ở quanh khu vực lân cận thì cửa hàng sẽ ship được hàng. Những vị khách ở xa thì những cặp loa này cũng rất là xa và to, nặng. Sẽ cộng thêm tiền ship một chút. Vâng, giá hiện tại tại cửa hàng là 30 triệu. Vâng, sản phẩm thì giá rất cao nhưng cửa hàng vẫn phải nhập hàng vì độ đẹp của những cặp loa rất là đẹp. Vâng, hôm nay về được 3 cặp loa có bát 40. Tiếp theo đến cặp loa JBL có modem là L65A. Vâng, hôm nay về được một cặp JBL L65A, đẹp xuất sắc, có giá dưới 60 triệu đồng một chút ạ. À,
Vâng, hiện tại cửa hàng âm thanh Hạnh đang có hai cặp JBL L65A. Có hai cặp loa được sử dụng 1W 30. Màng giấy, gân mút, chung giấy, chép kim cương. Vâng, những cặp loa này thì được sử dụng chép kim cương. Có tiếng rất là hay. Được rất nhiều anh em chơi audio săn đủ. Có giá dưới 60 triệu. Vâng, tiếp theo hôm nay cửa hàng về được một cặp loa đến từ Nhật. Cặp loa Pure CS99A màng FB. Loa được sử dụng 1W 40. Vâng, cặp loa trước mắt quý vị và các bạn đẹp, không có một điểm gì để chê. CS99A màng FB. Có một cặp. Vâng, tiếp theo vẫn là dòng loa của Nhật. Vâng, một cặp loa to cao rất đẹp. Pure S922. Loa được sử dụng 3 đường tiếng. Vâng, bát dưới là bát cộng hưởng. Bát cộng hưởng là 1W 40. Vâng, cặp loa có một vóc dáng rất là đẹp. Cặp loa này vào thời điểm này thì có giá dưới 30 triệu đồng một chút. Vâng, cặp 99A thì có giá trên 40 triệu nhé. Vâng, cửa hàng sẽ quay chi tiết từng góc cạnh của cặp loa S922. Bueller S922. Vâng, đây là chiếc thứ hai của cặp loa Bueller S922. Có giá dưới 30 triệu đồng. Vâng, có một cặp 922. Vâng, tiếp theo hôm nay cửa hàng âm thanh Hạnh về được một cặp loa đến từ nước Mỹ. Cặp loa tiếp theo lại là một cặp loa JBL, có modem là Century Gold. Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì liên tục về được những cặp loa JBL Century Gold rất là đẹp. Vâng, hôm nay cặp loa này về với cửa hàng trong tình trạng còn đẹp xuất sắc, có giá trên 80 triệu. Vào độ đẹp của từng sản phẩm mà cửa hàng thông báo giá. Vâng, tất cả những cặp loa JBL Century Gold về với cửa hàng âm thanh Hạnh và cũng đã được rất nhiều các quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc ủng hộ những sản phẩm. Và những vị khách thì đến với cửa hàng lựa chọn được những sản phẩm và những cặp loa mà được ship đi cho quý khách. Vâng, khi được nhận lại những lời bình rất là đẹp, hàng của cửa hàng âm thanh Hạnh rất là ok. Vâng, có giá là trên 80 triệu. Cặp loa quá đẹp. Vâng, là một bản JBL Gold, là bản kỷ niệm nên cửa hàng lựa chọn những sản phẩm về với cửa hàng âm thanh Hạnh. Có trị giá cao như vậy thì những cặp loa sẽ phải đẹp xuất sắc. Vâng,
hôm nay những cặp loa về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, tiếp theo đến những chiếc âm ly. Vâng, những chiếc âm ly. Chiếc âm ly Sansui 9090DB. Vâng, tiếp tục hôm nay về được một chiếc 9090DB. Vâng, hôm qua cửa hàng âm thanh Đức Hạnh về được một chiếc. Ngày hôm nay tiếp tục về được một chiếc 9090DB. Đẹp xuất sắc, có giá trên 40 triệu. Vâng, những chiếc âm ly đẹp thì có giá trên 40 triệu. Vâng, vào thời điểm này thì những chiếc âm ly có giá thành cũng lên khá là cao. Có một chiếc. Vâng, hiện tại cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang còn hai chiếc 9090DB. Tiếp theo đến một chiếc âm ly Pure. Pure có mã là SX1080. Vâng, chiếc âm ly này thì cũng được rất nhiều quý khách hàng gọi và hỏi thăm những chiếc âm ly 1080 SX1080. Vâng, có giá dưới 26 triệu đồng. Có giá dưới 26 triệu đồng một chút. Vâng, chiếc âm ly này còn rất là đẹp. Tiếp theo đến một chiếc âm ly của Mỹ, Concept 6.5. Vâng, chiếc âm ly này thì về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong tình trạng vẫn còn mới. Vâng, những chiếc âm ly này thì rất dễ phối ghép với những cặp loa khó tính. Vâng, vì công suất của chiếc âm ly này cũng khá là lớn nên có chất âm thì rất tuyệt vời khi được phối ghép với những dòng loa Anh. Concept 6.5 có giá dưới 17 triệu một chút. Dưới 17 triệu một chút. Đến dòng âm ly Acouphay E303. Vâng, hôm nay về cửa hàng được một chiếc E303. Gỗ đỏ. Hồi gỗ đỏ, lóc đỏ, gỗ đỏ. Có giá dưới 30 triệu đồng một chút. Có một chiếc. Vâng, tiếp theo vẫn là dòng âm ly Sansui Alpha 999DG. Vâng, chiếc âm ly thích hợp đường quang. Vâng, để giải mã hồi gỗ. Có giá trên 10 triệu đồng. Vâng, chiếc âm ly 999DG còn rất là mới và đẹp. Có giá trên 10 triệu. Vâng, tất cả các sản phẩm của ngày hôm nay về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, rất nhiều những cặp loa. Vâng, cửa hàng đã giới thiệu toàn bộ những sản phẩm mới về của ngày hôm nay để phục vụ cho quý vị và các bạn có niềm đam mê âm nhạc. Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo với quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Vâng, trong tháng tới thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ có một không gian rất rộng để trưng bày tất cả những sản phẩm để cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc dễ và tiện theo dõi những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, do cửa hàng bây giờ thì cũng quá là chật, hàng về rất nhiều nên những sản phẩm thì cửa hàng cũng đã bị thu hẹp lại.
Và một thời gian tới thì trong những ngày gần nhất thì cửa hàng Thanh Nghĩa Hạnh sẽ ở tại cổng chợ số 3, và điện tử Quang Ngọc thì sẽ chuyển ra một địa điểm cách trung tâm cũ là 200m. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu tất cả các sản phẩm bên cửa hàng Thanh Nghĩa Hạnh thì hãy về theo địa chỉ trục đường 18 Hà Nội, Quảng Ninh, Uông Bí. Trung tâm âm thanh Đức Hạnh nằm trong cổng chợ số 3, cách trục đường 18 là 30m vào trong cổng chợ. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.